Hello, Police xin chào các bạn. Đây, hôm nay Police sẽ gửi tới các bạn một tủ bơm điều khiển 4 van. Đấy, đây, mặt chốt gồm đèn nguồn, đèn bơm và 4 đèn van. Phía dưới 4 đèn van là công tắc 3 chế độ, Auto, Off và Main. Auto là tự động, Off là tắt và Main là chế độ bằng tay. Đó, 3 chế độ khiển độc lập. Bên phải, bên trái. Đây, còn bên trong á, đây mình sẽ mở ra. Bên trong khi các bạn mở ra, các bạn sẽ thấy cục Wi-Fi son up. Đó. Cục Wi-Fi son up này 4 kênh nha. Để mình quay gần này cho các bạn xem. Đó, nó có 4 cái lờ out. Đó, 4 cái lờ out, lờ 1, lờ 2, lờ 3, lờ 4. Đó. Phía dưới nó là CB25 25A. Ở giữa là một cầu chì xin, cầu chì 32A. Đó. Ở phía trong mình đã bỏ sẵn cái lỗi của cầu chì rồi nha. Đó, đây là khởi động từ. Bên này là 4 con rờ le để điều khiển 4 cái van để khiển độc lập á các bạn. Bên đây là đèn và công tắc. Đó, 4 đèn. Phía dưới là 4 công tắc. Đây, để mình cấp điện và test cho các bạn xem. Đó, quy trình cấp điện là cấp nguồn á. Bên mình đã có ký hiệu nguồn và tải rõ ràng cho các bạn rồi. Nguồn, tải, van và mát. Các bạn chỉ cần đấu vào thôi, đấu vào dây lửa. Đó, bật CB nè. Đó, đèn nguồn sẽ sáng. Đó, để mình che lại cho bạn đó, đèn nguồn sẽ sáng. Đây, chúng ta sẽ bật thử van 1 bằng chế độ tay. Đó. Đèn van sáng, đèn bơm sẽ sáng. Là van và bơm cùng chạy một lúc. Đó. Đó, khi chạy van 1 cũng có thể chạy van 2. Van 3 và van 4 cũng tương tự nha các bạn. Khi tắt van 1, các van kia vẫn hoạt động bình thường và bơm hoạt động bình thường. Tại vì nó khiển độc lập mà các bạn. Tại nó có 4 kênh lận. Còn chế độ tự động á, các bạn bật sang chế độ auto. Đó. Và bật ở phía trong nha. Đó, phía trong nó có 4 nút nhấn cơ của 4 kênh, 4 kênh á. Đó, nhấn vào. Đó. Đèn bơm sẽ sáng và van sẽ sáng. Cái cục Wi-Fi son up này á, mình sẽ có clip để cho các bạn cài đặt và hướng dẫn nó tận tình hơn. Đó, đèn nó sẽ sáng ở bên phải đó các bạn. Và đèn rơ le cũng sẽ sáng nha. Van 3, van 4 cũng tương tự như vậy. Về son up này á, nó sẽ tải trên CH Play hoặc là App Store, App E-Wheeling. App E-Wheeling nha các bạn. Bấm vào cài đặt và đăng nhập rất là nhanh. Tắt nha. Chào tạm biệt mọi người, mình là Fulit. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều video về nông nghiệp hữu cơ, mô hình ứng dụng và sản phẩm cho nông nghiệp nha.